Dạ, xin chào quý anh chị thân thương, quý khán giả thân thương của kênh chị Dung Nhan Dung Dẻ. Em là Trang LTP, hôm nay em xin phép thay mặt chị Dung quay clip này để chia sẻ trên kênh của chị hai Dung Nhan Dung Dẻ. Tại vì hôm nay chị Dung đang đi công tác ở Úc. Mà bữa giờ em thấy nghe lúc trước khi đi thì nổi tụi em, không biết nổ à không, cũng mục đích mục tiêu là sẽ quay được một chùm clip, một đống clip, 100 clip gì đó. Mà bữa giờ em không thấy clip nào luôn, chỉ thấy mấy cái clip live stream thôi. Thì có hỏi thăm chị hai, thì chị hai có báo là do bên bển đi theo lịch trình công tác nó cũng bận. Rồi bên bển chị hai cũng đi vội quá nên là không có sắp xếp được cái 3G để chị hai có thể up clip được. Nên hôm nay sẵn một cái hoạt động rất là ý nghĩa của chị hai, của nha khoa Anna, của Dana Spa. Thành ra là em bé Trang thay chị hai đi cùng các nghệ sĩ để xuống Bến Tre. Nên em xin phép hôm nay sẽ xuất hiện trên clip của kênh chị hai, quay clip này cho kênh chị hai. Mong là bà con, cô bác, anh chị khán giả kênh chị hai cùng xem, rồi để lại bình luận, rồi động viên cho chị hai ở Úc. Chị hai xem thì chị hai sẽ thấy ở đây đàn em vẫn đang thực hiện những cái công việc của chị hai. Cảm ơn chị hai rất là nhiều. Dạ. Về nhanh nhanh nha, chợ mới thôi. Hôm nay thì tụi em bé Trang với lại các anh chị nghệ sĩ đang có mặt tại trường tiểu học Thành Thới A2 ở huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre. Dạ, hôm nay chị Dung Nhan Dung Dẻ có một cái quỹ là quỹ Vun Đắp Yêu Thương, cùng với lại cái số tiền mà bên nha khoa Anna của chị hai nè, bên Dana Care của chị hai đã coi như là trích ra trong cái việc kinh doanh. Ngoài ra thì sẽ có một số cô chú anh chị mạnh thường quân cũng đồng hành ủng hộ với chị hai. Rồi nghệ sĩ cũng được chị hai giới thiệu, cái hôm nay sẽ là một cái buổi rất là ý nghĩa, sẽ đi trao tặng những cái can nước cho bà con cô bác. Dạ, em xin phép thay mặt chị Dung Nhan Dung Dẻ xin cảm ơn các cô chú anh chị mạnh thường quân đã gửi ủng hộ cho chị Dung Nhan Dung Dẻ để hoạt động cái để làm một cái hoạt động ý nghĩa này. Là anh Huy Canada đã ủng hộ 200 USD, chị Mỹ Tâm đã ủng hộ 100 USD, chị Huệ đã gửi 3 triệu. Một anh cô hay là cô chú khán giả ở fan Trần Nam TV gửi ủng hộ 5 triệu. Nghệ sĩ Kim Tiểu Long hôm nay cũng đã xuống trực tiếp Bến Tre, vừa tham gia biểu diễn trong chương trình và cũng sẽ ủng hộ 10 triệu. Và nghệ sĩ Bình Tinh, nghệ sĩ Nhật Minh, nghệ sĩ Cao Sĩ Hùng hôm nay cũng xuống biểu diễn và ủng hộ 14 triệu. Quỹ Vun Đắp Yêu Thương của chị hai ủng hộ 20 triệu. Dạ, xin cảm ơn tất cả quý mạnh thường quân và các anh chị em nghệ sĩ, tất cả quý bà con. Dạ, bây giờ thì mình cùng như trong trường tiểu học để mình trao nước nha. Dạ, đây là những cái can nước ngọt mà bên tỉnh đã chuẩn bị sẵn, để xíu nữa sẽ thay mặt để gửi cho bà con của mình. Hôm nay thì mình làm ở trong trường tiểu học, rồi mình mời bà con cô bác ở gần khu đây mình cùng tập trung vô để gửi tặng. Các anh chị nghệ sĩ cũng đã tới rồi. Dạ, học cho em ngày hôm nay sẽ chính thức được bắt đầu. Xin mời quý bà con cô bác, quý anh chị, quý các em học sinh sẽ nhanh chóng. Do là sợ là xíu nữa đông quá nên là bên bên chỗ tỉnh đoàn á, họ đã chiết ra sẵn những cái can nhỏ cho mình rồi. Chứ còn nếu mà buổi sáng mình tới là mình sẽ dùng trong những cái bình này, mình chiết ra từng can của chú anh chị. Đây là cái bảng chương trình của mình nè. Có nha khoa Anna, Vun Đắp Yêu Thương, Dana Care, rồi Dung Nhan Dung Dẻ và bên team Khương Dừa. Dạ, yeah. Đây là chương trình trái nước ngọt cho em. Dạ, chào chị Quỳnh. Giờ chị cứ trông hoài không biết sao thấy em cô. Dạ, xin giới thiệu với mấy bà con, cô bác, anh chị, đây là chị Quỳnh. Dạ, một người gọi là hết mình vì thanh niên Bến Tre. Phải là gương mặt quen thuộc quá hả? Dạ, đây hôm nay chị Dung không có đi nên là Trang xin phép đi để hỗ trợ chị Quỳnh, để chị Quỳnh giới thiệu về chương trình này cho bà con cô bác cùng hay luôn chị Quỳnh. Thật ra hôm nay cũng là một cái ngày đặc biệt á. Nó là ngày kết thúc đợt cao điểm mà tỉnh đoàn hỗ trợ nước ngọt khắc phục hạn mặn cho bà con. Dạ. Đợt cao điểm thì diễn ra từ ngày 17 tháng 4 đến ngày 17 tháng 5. Thì những cái công trình nước ngọt đến thời điểm hiện tại là các bồn nước nè, hôm nay mọi người đem xuống cho bà con bồn nước nè, những bình nước ngọt. Rồi công trình là nhà vệ sinh cho em. Thì đây là những cái công trình, thậm chí là không chỉ là đợt hạn mặn này mà sẽ phục vụ luôn sau này cho cái sinh hoạt của bà con nữa. Cho nên đây là chương trình rất ý nghĩa. Con là ngoài cái số tiền mà Dung với lại các nghệ sĩ ủng hộ để trao nước ngọt cho em, xây thêm các nhà
nhà vệ sinh cho các trường tiểu học mà còn đang khó khăn ở trên địa bàn tỉnh Bến Tre nữa. Chị Quỳnh là bí thư đảng ủy tỉnh Bến Tre. Dạ. Bí thư tỉnh đoàn. Bí thư tỉnh đoàn Trung ương Bến Tre, biết được muốn là đảng ủy. Dạ, để em chào mấy chị nghệ sĩ giới thiệu cái xíu nha. Dạ. Đây, là anh nghệ sĩ Kim Tiểu Long. Dạ, hôm nay rất là vui là anh không phải là chỉ xuất biểu diễn nữa mà hôm nay anh cũng gửi thêm một số tiền ủng hộ cho chương trình rất là ý nghĩa Nước Ngọt Trao Em của chị Dung Nhan Dung Dẻ. Cảm ơn anh Kim Tiểu Long đã đồng hành. Ok, cảm ơn các anh chị cũng như là ủy ban cũng như là trường học, các thầy cô cũng như là Dung Dân Dung Dẻ đã tạo điều kiện và lúc nào cũng là anh em cũng đau lưng lưỡi với nhau. Nói tóm lại là một cây thì làm chẳng nên non mà ba cây chụm lại thành hòn núi cao. Cho nên trong cuộc sống bây giờ mình cần nhất phải làm những cái điều này. Dạ, yeah, quá trời hết mình. Bây giờ là sáng sớm mới có 8 giờ sáng ở đó, là nếu mà đi từ Sài Gòn xuống đây là phải đi từ 5 giờ rưỡi 6 giờ rồi. Mà anh Kim Tiểu Long không có ngại khó khăn gì hết, ảnh tới còn trước cả Trang với lại mọi người luôn. Trời ơi, tới đây hồi là tối hôm qua lận kia kìa. Ngủ ở ngoài Bến Tre hôm qua nè. Phải là lo vậy đó. Hôm nay anh hát một mấy bài ủng hộ bà con nha. Thì chắc chắn phải như vậy rồi. Rồi, cảm ơn cả nhà. Dạ, cảm ơn anh Tiểu Long. Dân cùng với như ý. Ở đây mình còn có các anh chị nghệ sĩ khác nữa. Dạ. Anh Đan. Dạ. Đây là anh Cao Sĩ Hùng. Dạ, em chào. Dạ, kênh của chị Dung Dân. Dạ, em chào những người bạn trên kênh của chị Dung Dân Dung Dẻ. Hôm nay thì Cao Sùng rất là vui, rất là hạnh phúc khi mà được tham gia chương trình trao nước ngọt cho trẻ em ở tại Mỏ Cày Nam. Và đặc biệt là được chị Dung Dân Dung Dẻ cùng với nghệ sĩ Bình Tinh, Kim Tiểu Long và anh em ekip hỗ trợ cái chương trình rất là ý nghĩa tại Bến Tre. Cảm ơn Hùng rất là nhiều đã dành thời gian đi với tụi em rồi. Dạ. Rồi ủng hộ cho bà con nữa. Dạ, cảm ơn. Đây là em là gọi là làm tay trái tay phải của chị Dung á. Chị Dung ở xa điều động em tới là phải quay cái clip này để cho chị Dung ở bên kia cũng có thể xem được. Dạ. Chương trình của mình. Cảm ơn chị Dung, cảm ơn chị Dung và cảm ơn mọi người đã gieo duyên cho Hùng nha. Dạ, mong là những chương trình khác sau này nữa sẽ kết nối thêm của anh Hùng. Hy vọng có nhiều chương trình sau và có sự góp mặt của Hùng và cũng như tất cả anh em nghệ sĩ. Dạ, cảm ơn Hùng nha. Dạ, đây là chị Bình Tinh. Dạ, chào chị Bình Tinh. Dạ. Em xin phép quay clip cho kênh chị Hai. Dạ. Dạ. Chị Bình Tinh là một gương mặt thân thuộc rồi hồi trước á. Nhờ chị Hai luôn mà chị em mới có thể kết nối chị Bình Tinh với lại anh Phương Dừa cho chương trình Ngôi Sao Miệt Vườn nữa. Dạ, xin chào anh Nhật Minh. Dạ. Cảm ơn anh Nhật Minh, cảm ơn chị Bình Tinh nhiều. Dạ. Tất cả mọi người rất là nhiều. Dạ. Để chị Bình Tinh ra chào với lại bà con cô bác anh chị, tại bây giờ là chương trình của mình bắt đầu rồi. Tại biết sao bà con cô bác mong mấy chị nghệ sĩ xuống lắm. Trong trường huyện Mỏ Cày Nam tỉnh Bến Tre cũng tới luôn. Rồi có mấy bé nhỏ xíu cũng cầm cái điện thoại quay quay làm kỷ niệm, không biết thầy mốt sau này có nhớ không. Thank you.
các cô chú anh chị trong ủy ban của mình với là tất cả các thầy cô, tất cả các con học sinh ở trường. Là bởi vì Lâm thấy cái chương trình từ thiện á là tại vì do nơi là nếu mà mặt còn đẹp đi đến á, Lâm thấy là những cái chương trình khác mình khiêng nước nè, rồi mình truyền nước nè, mình trao nước cho nhau. Lâm lại tưởng là Lâm sẽ xuống là Lâm sẽ truyền nước nè, rồi Lâm trao những cái bình nước, Lâm phải khiêng những cái bình nước cho nên Lâm phải ăn mặc đồ như vậy. Chứ nếu mà mặc đồ vét thì lát làm sao mà chịu cho nổi. Đỡ có ngồi, mặc đồ vét thì ngồi nó mới lạnh. Nhưng mà ở đây là mình đi làm từ thiện là mình phải mang đôi dép. Mình mặc cái quần này, mình mặc cái áo này. Đúng không các con? Chứ bây giờ lỡ mà khi quần nước thì mang đôi giày. Rồi mặc đồ đẹp nữa làm sao mà chú Long khi nước rồi chú Long diện cho các con được. Đúng không? Con là hóa tay thật lớn thế nào? Dễ thương quá. Ở miền Tây của mình là cái nôi là cái nôi cải lương nha các con nha. Cho nên là làm gì làm tất cả các cô chú, các anh chị hồi nãy là các cô chú là ca nhạc rồi ha. Nhưng mà chú Lâu sẽ tập cho các con phải nghe tên cổ cải lương. Vì bởi vì cái bộ môn tên cổ cải lương của mình đó là cái nôi mà không thể nào giống như một món ăn tinh thần vậy đó. Cho nên là chú Lâu phải tập cho các con nghe ba câu giọng cổ. Bài hát được mang tên Hãy Lòng Mẹ Ơi. Các con nghe giọng cổ mà phải vỗ tay nha. À, phải tập nha. Vui lòng mẹ hậu phương, đừng vui thương chiến trường nữ hoàng. Hết rồi. Được rồi. Cảm ơn tất cả các thầy cô, tất cả ông bà cô bác anh chị cùng các con học sinh ngoan giỏi. Sẽ gửi đến bài nữa, bài tân nhạc dân ca, bài hát độc quyền của cuộc đời của Kim Tiểu Long, bài hát được mang tên Thằng Con Trai. Cảm ơn buổi giao lưu ngày hôm nay rất là nhiều. Hoa quả con ơi, con mang cái gì kì lắm? Cái gì vậy? Chú giúp mình với con đi. Chú sẽ chụp. Yên tâm mình với con. Một lát nữa chụp. Ok, sẽ chụp mình với con luôn. Quá mấy bạn nhỏ. Các con ơi, các con có điện thoại đúng không? Sao mày à? Các con bấm vô cái trang YouTube mới nhất của chú. Ừ, bây giờ chú Long đọc cái tên trước đi. Rồi mình về. Không sao nha. Đây nè, cái kênh này nè. Cha con Kim Tiểu Long. Một nữa có cái video clip của các con hồi nãy về các con quậy á. Chú Long đã đưa lên trên đây rồi. Rồi ký tên nữa, chú Long cũng đã đưa lên trên đây hết rồi. Các con cho một lượt subscribe YouTube kinh mới lập cũng nhận được 5.000 người rồi. Subscribe rồi, bây giờ các con nhớ bấm nha. Cha con Kim Tiểu Long. Trong đó các con muốn coi Kim Tiểu Ly thì ngày nào cũng gặp chị Ly hết nha. Nhớ đăng ký rồi lên. Mình thương quá. Bây giờ là mới có hơn một tuần là đã năm hơn 5.000 rồi. Chắc hôm nay các con đăng ký rồi đó. Thầy cô đâu rồi, làm ơn mỗi người con máy điện thoại bấm subscribe đăng ký kênh YouTube cha con Kim Tiểu Long nha. Hôm nay sẽ có clip bà con trên đây hết trơn luôn, cập nhật hết luôn. Rồi, cảm ơn các con rất là nhiều. Cảm ơn các con nghệ sĩ YouTube Kim Long thì mình đi với nhau đi. Bây giờ không, bây giờ Kim Tiểu Long bây giờ đứng ở đây đi ha. Xong rồi các con bây giờ sao cho đứng ngồi chẳng đứng đây đi quay lại. Anh Lâm đứng ngồi tại chỗ. Các biết là con của bác cũng ngồi tại chỗ. Anh Lâm đang ngồi trên đây, từ trên đây hướng xuống để có thể thấy hết ghi hình hết các bạn học sinh và các con. Ly qua là Lâm giống như các con nha, để em bé Ly qua chẳng rồi bây giờ các con vẽ Kim Tiểu Ly.
lúc nào cũng không có hết giờ giờ rồi xác mình đó là Kim Tiểu Long hết á, cho nên là bé Kim Tiểu Ly sẽ chị qua tí nha. Trong lòng yêu thương của ba Kim Tiểu Long, và sau đó con hãy nhìn vào cái chiếc điện thoại của cô để mà có một tấm hình thật đẹp nha. Rồi bây giờ chú đến một tấm ảnh rồi. Rồi. Và chú cũng như là các cô chú đến với chương trình ngày hôm nay từ các đơn vị tài trợ, phải nói là cảm ơn bà con cũng như là các con rất là nhiều. Một lần nữa chúng con muốn cái gì nói gì nói gì à, bây giờ là để lên TikTok thì bây giờ các con vỗ tay một lần nữa thật lớn cho chú Kim Long xin một lớn lên lớn lên lớn lên. Rồi cảm ơn chú Kim Tiểu Long. Rồi cũng cảm ơn các con dành nhiều tràng pháo tay cho cô Bình Tân và chú Ngọc Minh, chú ca sĩ Hồ Trường Bảo luôn nha. Cảm ơn các con rất nhiều. Xin trân trọng cảm ơn các anh chị nghệ sĩ và nhiều cảm ơn chúng ta và các con đã nhận được những giọt nước ngọt đến từ phía nhà đại đời chia sẻ cho các em cũng đi theo rồi chị Ly thay mặt lãnh đạo của xã chị Ly hôm nay có lên hát cùng với lại chị Ly rất là cảm ơn quý nghệ sĩ quý anh phụ huynh đến từ nhà chị có cha hát thôi chị Ly ngồi dưới giờ đứng ra đây hả để chị thương là đặc biệt hôm nay là quyết định thật là đầy ý nghĩa vì là quý cô bác là con cũng biết thì chị Ly cùng theo ai cha Kim Tiểu Long diễn thì mình bài đó là chị Ly giới thiệu làm MC. Rồi bây giờ thì xin mời nóng quá chị lấy cái khăn lau lên cho chị Ly. Dạ. Cái chị một điều nhỏ này không nói được không? Được không? Nhưng mà chị còn nhỏ thôi là. Cảm ơn sự quan tâm của các bạn. À cho chụp với lại chị Ly hả? Ly là năm nay 23 tuổi rồi. Dạ. Chụp với em lần này được hỗ trợ năm phụ nữ du lịch hai khối. Chị gái 15 triệu đồng. Tôi thì nhà vệ sinh quen. Học bổng 120 học sinh, cố vấn 300 căn nước ngọc đến từ nhóm nhiên học giới thiệu. Và sau đây ba ơi, chị Ly á, bé Ly đi vậy là có mệt không mà? Con thấy cũng yếu à. Để chị bé Ly qua. Xin trân trọng kính mời đồng chí Thứ Tâm, Bí thư Huyện đoàn ở Hà Nam, thầy. Các bạn nhỏ, học sinh, thân yêu, các con đang sắp ở trên sân khấu là các chị sẽ trang trao những bản tượng trưng cho chương trình nước ngọt cho em. Dạ xin kính chào quý bà con cô bác anh chị thân thương cũng như các em học sinh. Dạ em là Trang, xin lại em phép đại diện cho chị Dung Văn Dung Dẻ. Dạ là chị giám đốc của nha khoa Anna và nhãn hàng Anna Care cũng như là quỹ đôn đốc yêu thương. Hôm nay do chị Dung đang đi công tác ở Úc không về kịp nên em xin phép thay mặt chị Dung để tới địa phương của mình để trao tặng. Xin cảm ơn anh Kim Tiểu Long, chị Bình Tinh, anh các nghệ sĩ, anh nghệ sĩ ca sĩ Hùng, nghệ sĩ Nhật Minh đã cùng tới tham dự và nghệ sĩ Trường Bảo. Dạ, xin cảm ơn bà con cô bác rất là nhiều. Mong là đợt tới, sắp tới những cái chương trình của Bến Tre của mình thì sẽ nhận được sự ủng hộ của các mạnh thường quân của tên chị Dung Giang Dung Dẻ, rồi cũng nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của các anh chị nghệ sĩ. Dạ, bà con cô bác xin một tràng pháo tay thật lớn ạ. Cảm ơn nhiều. 1, 2, 3, thả tim.
giờ mình sẽ cùng các anh chị chiến sĩ để ra trao nước cho bà con. Rồi đây đây đây, vô đây vô đây. Nghe thôi. Cố gắng nha. Dạ. Cố gắng nặng. Sách nổi không chị? Dạ em không biết. Dạ. Dạ bà có phiếu không ạ? Không, trong trường ra trong trường học. À dạ. Trời ơi, mấy chú này khỏe quá ha. Sách một mình. Khỏe ghê rồi nãy. Cả sĩ bà, cả sĩ mà. Dạ. Đây đây đây. Đó, đây là tập thể dục bên kia nữa lắm không? Hỏi thằng khốn xuống tập thể dục bên dưới giường. Em bưng một ca là em xỉu rồi đó, không nổi. Dạ. Mình hai người đâu? Người ở đâu? Mình chỉ bê 4 thùng nổi không? Hồi chở 2 chiếc. Dạ, chở 2 chiếc. Chở đâu nha? Chắc nổi 4 thùng cho tặng thêm thùng nữa. Dạ. Dạ đúng rồi. Ôi ơi ơi. Dạ cái này của chị này anh. Dạ. Ủa anh 14 thùng anh. 14 thùng. Bưng 14 thùng á. Để không phải là 2 thùng không? Ở đây thì là bên quận đoàn có đăng ký trước. Dạ. Để theo thông tin là mỗi người đều có nước hết. Nên là đã làm điền thông tin trong giấy rồi. Ai cô chú anh chị nào có một phiếu là sẽ được 2 thùng. Còn bà con cô bác nào mà lấy thêm thì là sẽ gửi một thùng sau. Dạ đây đây. Dạ. Trời bà con khỏe quá ha. Sao một cái này của ai hả? Cũng nặng à. Nặng. Mấy hộ lên chân nhà. 14. Bà là mẹ của dạ. Cảm ơn bà xíu nữa tụi con mang nước về. Dạ. Chụp chung để quay lại. Dạ. Nó 2 thùng nữa đủ anh lấy 2 thùng rồi. Nó đủ 14 tuần xe thôi. Dạ, xe đó rồi. Dạ, bà. À, con lấy một thùng phải không? Không có phiếu là được một thùng. Không? Con bưng nữa không? Thương quá vậy trời. Bưng đây cô bưng cho. Trời ơi. Đây cô bưng cho. Con chỉ đi cô bưng cho. Bưng ra đâu? Bưng ra đâu? Bưng ra đâu lận? Cô kêu được cái thùng bê chục lít rượu ha. Uống nước hết rồi các đầu mua một chục lít rượu để nó đang cho xã uống đi. Có biết chú là ai không? Dạ chú Kim Tử Phong. Wow. Tin quá chú dễ thương quá. Dạ. Quá trời các bé luôn, hồi nãy đầu giờ anh Long tới là mấy bé lên tới xin chữ ký anh Kim Tử Long rồi. Cởi khẩu trang ra, cởi nón ra. Mình chạy rồi về ai biết ai đâu. Gặp mặn cho nên là bà con không có nước ngọt để uống. Cho nên là hôm nay mình trao những cái bồn nước lớn và những cái thùng nước nhỏ này để cho bà con có để bà con sử dụng. Đó mà con người của mình làm những cái điều mà chia sẻ như thế này, đó là một cái sự hạnh phúc của cái kiếp của làm người nha. Cho nên là luôn luôn lúc nào cũng đồng hành, cả nhà đồng hành với Kim Tiểu Long nha. Hôm nay anh Long là không phải là xuống làm cái gì phục vụ bà con không, mà anh Long còn có trách nhiệm gửi ủng hộ cho cái quỹ của vùng đất yêu thương để làm cái hoạt động ý nghĩa này. Không phải chỉ chương trình này, đã 2-3 chương trình rồi mà anh Long đồng hành cùng với lại quỹ vùng đất yêu thương của chị Dung Nhân Em. Đúng rồi. Long rất là nhiều. Sắp tới những cái chương trình từ thiện hay là thiện nguyện gì này các chú mọi người thì cứ bộ cho Long hay trước. À, anh Long ơi, cho em hỏi cái nữa, anh có đôi lời gì chia sẻ với chợ mới không? Không. Hết lời rồi. Hết lời hả? Hết lời rồi, hát chợ mới hết lời rồi. Giờ hay quá hiểu không? Hết lời với cái chợ mới rồi. Cái chợ có hồi nào? Và năm nay bao nhiêu tuổi mà ai cũng gọi là chợ mới quê tôi. Tôi ca có một tông nữa. Chị đó đang ở Úc, chị đó coi chắc cũng tức. Các em mà thấy cái clip mình Long hát chưa? Dạ, dạ, cảm ơn chị Bình Tinh nữa. Dạ, cảm ơn các anh chị Dung ơi. Phải quay những cái clip này lại, tại vì chị Dung ở Úc, nó là đi Úc, càng quét
cảm nhận như thế nào với chương trình của ngày hôm nay mà khi mà chị 4D mà nhiều gì với Út á? Dạ vui chứ, đi với ai nè, rồi xong rồi gặp mặt bà con cô bác nữa, nhưng mà đáng lý là có Dung là sẽ vui hơn nữa đó. Dạ. Nên là Dung tranh thủ về rồi đi tiếp nha Dung ơi. Chị Dung rất tức lắm, chị Dung đó, chị Dung đi Út sẽ quay một chục cái clip mà bữa giờ không thấy cái clip nào á. 3 ngày nữa là Dung về tới rồi, dạ, 19 là về tới Việt Nam rồi. Dạ, nên là hôm nay tụi em quay lại cái clip này để chia sẻ cho chị Dung hay là mình hoạt động ở đây như thế nào hay cho chị Dung. Dạ. Ok rồi, cảm ơn mọi người, cảm ơn cả nhà, cảm ơn Dung Dân, Dung Dễ, Anna. Dạ. Bà con chào nãy giờ. Dạ, bây giờ để các anh chị nghệ sĩ giao lưu với bà con một tí xíu rồi xong rồi các anh chị cũng đi về thành phố để chuẩn bị các chương trình tiếp theo. Xin một lần nữa xin cảm ơn bà con cô bác anh chị thân thương của kênh chị Dung Dân Dung Dễ, các quý mạnh thường quân. Xin cảm ơn chị Dung Dân nữa đã kết nối với lại các anh chị nghệ sĩ nè để có thể gửi những cái phần quà, những cái phần nước để hỗ trợ cho bà con ở tỉnh ở huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre. Và hôm nay thì chị Dung đi công tác nên em Trang xin phép quay clip này lại để chị Dung up trên kênh của chị Dung Dân Dung Dễ để bà con cô bác cùng biết những cái hoạt động của chị Dung. Nhiều khi chị Dung làm nhiều chuyện lắm mà chị Dung không có quay, rồi chị Dung bận quá không có chia sẻ, thành ra nhiều bà con không có biết là cái quỹ đất ung thư của chị Dung tạo ra rồi hoạt động nó như thế nào. Và đây là lần thứ hai bé Trang được vinh dự được đi cùng với chị Dung, được thay chị Dung trao gửi yêu thương này. Cảm ơn chị Dung rất là nhiều, cảm ơn quý anh Hùng Quân, quý anh chị nghệ sĩ rất là nhiều. Hẹn gặp lại những clip sau. Chị Dung ơi, nhớ quay clip nhiều nhiều nha. Nhớ post nha, post chị Dung nha.